Ôi, kem về rồi. Tấm này anh không có điện. Em muốn ăn rồi. Sao? Bây giờ lấy tấm nào? Sao? Em lấy tấm này nè. Nếu là chuối em kìa. Chú mày có tấm gì? Thôi, em chụp lại đâu. Lấy dành cho em nụ cười từ anh. Đừng là của em. Đừng là của anh. Em biết em thích, em thích những gì em vô. Biết vô. Em thích những gì không vậy em úp tấm đó nha không này thì nó quay gì cũng được là sao em muốn gì không úp lên anh unfriend em đó unfriend đó sao mà kỳ quá à? Chụp bây giờ chụp hôm nay sao nóng quá vậy anh bỗng thèm một kem béo này. Hôm nay trời sao nó mất quá.